Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Các bạn có thể thấy đây là cái khu vực mà mình thường quay chiếc Seagood á. Thường trưng ở đây rất là nhiều Seagood, 2-3 hàng luôn. Và rất là nhiều mẫu, nhiều màu để quay cho các bạn. Mà bây giờ nó trống trơn. Chỉ sau một đợt lễ 30 tháng 4 một năm, khách hàng qua càng quét một lượt đi 20-30 chiếc Seagood là bây giờ còn duy nhất một xe này với vài chiếc chân ở dưới bục bên dưới mà mình cũng thường quay cho các bạn ở phía dưới lầu chỗ trưng bày á, có vài chiếc ở dưới nữa là hết luôn đấy. Bây giờ là phải đợi lịch mới về mới có Seagood bán cho mọi người, và hiện tại thì trên lầu chỉ còn duy nhất cái chiếc này thôi. Và mẫu này sở dĩ nó còn là tại vì nhập số lượng chiếc này nó hơi nhiều để cái nhu cầu của khách hàng á, là họ thích cái chiếc FI tiết kiệm xăng mà bánh mâm, mà màu đỏ là cái màu nam giới rất là thích nữa, cho nên là hiện tại còn sót là một chiếc duy nhất. Và các bạn nào mà có ý định mua dòng Seagood thường hay là Seagood FI, các loại bánh căm, bánh mâm hay những màu sắc khác, thì các bạn vui lòng đợi giúp mình tầm khoảng 10 tay nha. Bữa nay là 6-7 tay vậy rồi, khoảng vài ngày nữa là bắt đầu xe nó sẽ về tiếp. Và cũng vì lý do đó mà em này có một video riêng. Trước giờ thì quay Seagood lúc nào cũng quay một cái video tổng hợp hết. Exeter thì có từng video riêng từng màu, Grande cũng vậy, Janus cũng vậy. Riêng cái chiếc Seagood thì mình chưa có thời gian để làm tất cả các video về màu sắc của nó, chủ yếu là mình thường quay chung. Và bây giờ thì riêng chiếc này Seagood FI bánh mâm thì mình quay cho các bạn xem riêng màu này ha, tại vì giờ nó còn sót lại con nè. Rồi cái loại Seagood thì các bạn nhận biết rất là dễ, đó là hai cái đèn xi nhan nó nằm ở giữa chứ nó không nằm ở trên đầu đèn giống như là chiếc Seagood bình sẵn con. Ngoài ra thì nó có cái tem FI ngay cái đầu nữa, nhìn là biết liền. Cái bộ tem này thì nó ra mắt ở đâu vào năm 2020 rồi mọi người, nhưng mà rất là bắt mắt, cũng rất là đẹp nha. Tông màu của nó là đỏ đen và tem của nó có phần lớn hơn so với những cái đời mà 2017-18. Màu đỏ đen thì tất nhiên nó ra xuyên suốt rất là lâu rồi. Tem GC là ký hiệu của thể thao ở dòng bánh mâm của Yamaha. Tức là khi các bạn mua dòng Seagood bình xăng con hay là Seagood FI, mà miễn là nó là bánh căm thì nó sẽ không có chữ GC, chỉ có bánh mâm nó mới có GC thôi. Ở Seagood FI thì chữ GC của nó là tem nổi, còn Seagood bình xăng con là cái tem chìm. Rồi, hiện nay đây là dòng xe tiết kiệm xăng đứng thứ 2 Việt Nam, 1,57 lít trên 100 km. Tức là 1 lít xăng thì các bạn sẽ đi tầm khoảng được gần 50-60 cây. Cụm công tắc của nó cũng rất là đơn giản, mặt đồng hồ cũng hiển thị đầy đủ thông số cơ bản cho các bạn quan sát. Thì nó đứng vị trí thứ 2 tiết kiệm xăng là nó đứng sau chiếc Jupiter FI theo cục đăng kiểm công bố vào năm 2020. 2021 thì chưa có cập nhật nên mình cũng chưa có biết luôn. Rồi về cái phần cốp yên, ngăn chứa đồ của chiếc xe này là 9.2 lít. Hiện tại thì nó đang là dòng xe số của Yamaha có cái cốp khá là lớn rồi, tương đối rồi. Chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Bạn đi bất kỳ đại lý nào cũng bảo hành bảo dưỡng được bình thường nha, miễn là Yamaha sao là được, đừng có ghé mấy cửa hàng tổng hợp với mình. Rồi cái kính này có hình dạng tròn, bầu tròn như thế này. Cái cốp yên xe này đựng vừa một cái nón nửa đầu rồi, nhưng mà dòng xe cao cấp hơn là Jupiter FI là không đựng vừa nữa. Cái cốp này khá là lớn. Dung tích bình xăng chiếc này thì nó ngược lại, nó lại nhỏ hơn chiếc xe của bình xăng con nha. Dung tích bình xăng chiếc này là 3.8 lít. Và cái cân nặng của xe này thì nó lại nặng hơn, tất nhiên rồi, nó bự hơn mà, 99 kg. Chủ yếu là clip này quay sơ sơ cho các bạn xem thôi, chứ chiếc Seagood này nó quá đổi quen thuộc rồi. Cái phần đít sau của nó là như thế này. Cái cản này thì rất là nhiều bạn mong muốn là chiếc Seagood bình xăng con sẽ có cái cản này, nhưng mà không được. Mỗi chiếc xe nó sẽ có kiểu dáng thiết kế riêng. Cân nặng của chiếc xe này là 97 kg trên nhãn năng lượng nè, còn trên thông số của Yamaha ghi trên trang web là 99 kg. Sao mà nó nghịch nhau gì không biết nữa. Rồi cái phuộc là so đơn giản hai cây rồi. Xe này tất nhiên 4 số côn tự động bình thường, không có gì. Về mức độ bền thì chiếc này bền, chiếc này công nhận bền, mình khẳng định là chiếc này bền á. Từ cách đây khoảng vài bữa, vài hôm gì đó là có chú định giá chiếc Seagood này cũng 7-8 triệu, mà chú chạy 10 năm rồi, chú chạy cũng rất là kỹ đó. Nói chung chiếc này bền, ok đó. Nhưng mà chú không có đổi xe. chú đi sửa xe, chú định giá chơi thôi, chứ nói làm kỷ niệm. Seagood bình xăng con cũng rất là bền. Seagood bình xăng con thì chủ yếu là mua chở đồ nhiều hơn, còn chiếc này thì thiên hướng về chở gia đình nhiều hơn, đúng không? Tại vì cái đòn nó cũng thon dài, cái đít nó cũng cái yên nó cũng dài, nói chung là thiên về gia đình. Mà mình muốn có một chiếc xe gọi là phổ thông để đi lại thì chiếc này đáp ứng được nhu cầu đó, giá thành cũng rất là nhẹ.
Hiện tại giá chiếc xe này là 23.400.000 đồng, và các bạn sẽ được tặng ngay 700.000 đồng khi mua trong tháng 5 này, là còn 22.700, đúng không? 23.400.000 còn 22.700. Ok. Rồi, về cái phần mà trả góp thì các bạn có thể là trả trước giúp mình là từ 20 là thấp nhất cho đến 70%, chứ 20 triệu nha, từ 20 đến 70% cho chị xe là ok, có thể lên hợp đồng được rồi. Rồi bây giờ mình tính thử một cái gói là 20% cho các bạn tham khảo nha, tức là trả thấp nhất á, 23.400.000, trả trước 4.700.000, vay lại 18.700.000, có các mốc từ 9 tháng cho đến 18 tháng. Thì các bạn cân đo các khoản thu nhập mỗi tháng của mình, rồi trừ các chi tiêu sinh hoạt này nọ, thì các bạn chọn được cái mốc trả hợp lý. Và cái trả trước này thì mình đang tính mốc thấp nhất thôi, các bạn có thể trả cao hơn. Và mình sẽ có hỗ trợ 700.000 như là mua tiền mặt như lúc nãy mình nói. Nhưng mà 700.000 này sẽ trừ vào cái trả trước của các bạn. Tức là các bạn chọn mốc trả trước 20% là 4.700.000. Thì khi thanh toán với cửa hàng, các bạn chỉ thanh toán 4.000.000 thôi, cộng với tiền giấy tờ. Giấy tờ thì nó phụ thuộc vào cái địa chỉ hộ khẩu bạn nằm ở đâu nữa, ở xã nè, ở thị xã nè, ở tỉnh nè, ở thành nào nữa. Ví dụ như các bạn ở huyện chẳng hạn, nhưng mà huyện ở Vĩnh Long sẽ có cái thế, cái phí nó khác với cái huyện ở Cần Thơ, bởi vì Cần Thơ thành phố trực thuộc trung ương, cho nên bạn ở bất kỳ chỗ nào miễn mà dính tới Cần Thơ, phí chứ bạn 5% hết. Nó sẽ có sự khác nhau. Các bạn cần cho nhân viên biết địa chỉ chính xác để nhân viên tính báo cho các bạn ha. Còn gói thứ hai mình tính cho các bạn đó là gói trả 50%. Gói này thì có một cái ưu đãi là các bạn sẽ nhận được cà vẹt gốc luôn. 23.400.000 trả 11.700.000 vay lại 11.700.000 thì cũng có các mốc từ 9 tháng. Gói này thì tính cho các bạn 24 tháng luôn. Thì các bạn có quyền thanh lý trước hợp đồng. Ví dụ như các bạn chọn 15, 18, 24 tháng chẳng hạn, các bạn trả được 4 tháng thì mình có tiền, mình có quyền thanh lý luôn, tất toán một lần luôn. Những tháng còn lại sẽ ngắt lãi, chỉ tính cái nợ gốc còn lại cộng với cái phí thanh lý. Phí thanh lý là giống như là nhiều người mặc định, người ta mặc định cho dễ hiểu, đó là phí phạt á, thì nó tầm khoảng 1.650.000 ha. Thì thông thường nó là như vậy. Còn gói lãi ưu đãi của tháng 5 này đó là gói 1.09, thì mình tính cho các bạn cũng là gói trả 50% luôn, nhưng mà các bạn thấy là các khoản trả này á, nó sẽ nhẹ hơn cái gói nhận cà vẹt gốc lúc nãy rồi đó. Tại vì gói này thì các bạn nhận cà vẹt photo có giá trị pháp lý đi đường bình thường. Tuy nhiên cái gói này thì nó sẽ có thời hạn, tức là cái gói nhận cà vẹt gốc thông thường thì tháng nào bên ngân hàng cũng có chạy hết, chạy chương trình hết. Còn cái gói mà lãi suất thấp này nọ thì thường là ngân hàng chỉ chạy khoảng một vài tuần cho đến một tháng, nhiều dữ lắm là hai tháng là họ ngưng một thời gian nữa không mới chạy nữa, tùy chương trình nữa. Cho nên là mình không có chắc được là khi các bạn mua xe thì sẽ còn cái gói này nha, còn cà vẹt gốc thông thường thì tháng nào cũng có hết. Rồi, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.